Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDI, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật được những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Thưa các bạn, vừa rồi thì các bạn có thấy là mình có một cái video hướng dẫn tích hợp mạng Cardius CMP trên ví MetaMask đúng không anh em? Và hầu hết các video của mình thì không tự nhiên mình chia sẻ video đấy anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào những chương trình iDrop đầu tiên trên nền tảng mạng Cardius. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình iDrop của dự án MetaRacy liên kết với Crypto Skyland. Tham gia vào dự án hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một trong số 500 người may mắn sẽ được chia phần thưởng là 1.500 Meta. Ngoài ra thì còn 10 người random ngẫu nhiên sẽ nhận được 10 nhận được token NFT Crypto Skyland Commode lối 20 suất Coinit sẽ được mua token MetaRacy. Đây là một dự án chạy trên nền tảng ví nền tảng Cardius nên là anh em sẽ cần phải học về cách tích hợp. Ở đây thì cũng có một cái phần hướng dẫn anh em cách tích hợp. Nhưng mà nhìn chung thì mình đã có video cụ thể cho anh em, các thông số các thứ thì mình cũng đã chuẩn bị hết cho anh em rồi. Thì thực tế thì các cái cách tích hợp thì chúng ta cũng có thể là làm tương tự như của mình thôi, nhưng mà cái này thì nó bên này nó là mạng testnet, cái tích hợp ở trên đây nó không thực sự chính xác anh em nhé. Mình lưu ý anh em là tích hợp ở trên đây nó không thực sự chính xác, đây chỉ là cái cách tích hợp testnet thôi, và cái cách này thì sẽ không phù hợp. Sau này nó trả token chúng ta thì sẽ là phải theo cái video của mình nó chính xác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tham gia vào chương trình iLoop của dự án này. Trước tiên chúng ta sẽ làm được các nhiệm vụ là follow các kênh Twitter, có ba kênh Twitter chúng ta sẽ cần phải follow, thì mình mở cả ba kênh ra để chúng ta làm cho nhanh nhé. Ta lần lượt follow này. Các bạn xác nhận nhiệm vụ này. Ở đây thì vì mở lâu quá nên là cái trang của mình nó tự tạm thời nó bị đóng, mình sẽ mở lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt join vào hai kênh Discord của dự án MetaRacy cũng như là dự án trang Sky đấy. Chúng ta vào chấp nhận lời mời. Ok, một trang nhé, chúng ta điểm với trang thứ hai này. Trang thứ hai là Crypto Skyland này. Ta chấp nhận lời mời. Xin em ít phút mình thoát nốt bớt một số cái kênh không cần thiết nữa. Chắc giờ tối là cũng nhiều dự án ở trên nhiều dự án trên Gleam và Discord thì chắc sử dụng nhiều. Ở đây chúng ta vào Company này, kéo lên, chọn iHybrid, chọn Submit này. Ở đây có phần Vary, chúng ta ấn vào nút Vary nhé. Rồi, chờ một tí. Bot nó đang bắt đầu Vary đấy, các bạn chờ tí. Các bạn có thể quay trở lại, chúng ta ấn vào Continue xác nhận luôn. Check nào thế nhỉ? Đây nó có Winbot này. Ta hoàn thành bằng captcha IIIQVP. Rồi xong. Các bạn tiếp tục này. Đến ví dụ Terram thì ta cần phải join vào một kênh Terram nhé. Join này. Ở đây mình đã bị giới hạn kênh rồi. Lượng kênh join quá nhiều rồi, mình sẽ thoát bớt ra một số kênh không cần thiết nữa. Mình thì làm Gleam Telegram riêng, với các kênh mạng xã hội khác bằng Telegram riêng, không bị trùng lặp. Và ta tạm tận 6 kênh để lấy chỗ trống ra join, mình có thể join được khoảng 3 dự án nữa. Ta nút join này. Các bạn ấn có thể kéo dưới này, ấn vào click here prover, nút start này. Ở đây chúng ta ấn vào iHybrid này, vậy là xong thôi đúng không anh em? Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục là chúng ta xác nhận ở trên bot ở trên Gleam này. Rồi chúng ta sẽ visit Facebook này. Visit Facebook thì chúng ta sẽ nút thích cho mình nhá. Rồi ấn continue. Visit Instagram chúng ta cũng sẽ làm tương tự, đó chúng ta sẽ follow cái Instagram của nó này. Rồi tiếp theo là submit địa chỉ ví CVP network thì chúng ta dùng ví MetaMask luôn đúng không anh em? Đấy, paste đây.
con tin. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với Stringer Loop của dự án Meta, Racy cũng như là dự án Crypto Sky để chúng ta nhận các token của dự án cũng như là NFT. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.